Bộ Y tế từ tính đến đây cả nước đã tiêm chủng được hơn 95,6 triệu liều vaccine phòng covid-19. Trong đó tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Hiện nay đã có 15 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1 đạt từ 95% trở lên đối với dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó thì có Đà Nẵng. Đến nay thì cũng đã có 15 tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên, đạt trên 50%. Cùng với 11 địa phương khác thì Đà Nẵng cũng đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cho trẻ em với lứa tuổi đầu tiên là từ 15 cho đến 17 tuổi. Đến nay cả nước đã phân bổ 81 đợt vaccine với tổng số 112,7 triệu liều.